Ra Alisson. Ở trong hiệp 1 này thì câu lạc bộ Viettel sẽ là người ra bóng trước. Như vậy là trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Đây là trận đấu chủ nhà Viettel. Vane. Pha dứt điểm khá tốt đến từ chân sút, mới có bản hợp đồng với câu lạc bộ Viettel. Giovane. Ra phạt góc. Tiến Anh. Bóng vẫn còn thuộc quyền kiểm soát. Tiến Anh. Dứt điểm không được. Pha bóng khá táo bạo đến từ Trương Tiến Anh. Pha phát bóng dài. Rodrigo, đường chọc khe khá hay. Như vậy là đã có bàn thắng dành cho câu lạc bộ Nam Định. Người ghi bàn là số 8, Nguyễn Đình Sơn. Pha bóng cướp bóng khá hay của Trương Tiến Anh. Đường chuyền Giovane. Dứt điểm 1-1 dành cho câu lạc bộ Viettel. Pha dứt điểm rất đẹp đến từ cái chân trái của Giovane. Một pha bóng cho Hồ Khắc Ngọc. Vẫn là quyền kiểm soát của Viettel. Đường chuyền khá hay Pedro. Khắc Ngọc. Pha chuyển bóng của Hồ Khắc Ngọc. Bóng tìm đến vị trí Pedro Paulo. Bóng vẫn còn. Giovane. Duy Thường. Đột phá. Những pha phối hợp rất hay đến từ cầu thủ Viettel. Và kết thúc là một pha lốp bóng của Pedro Paulo. Có thể nói là Viettel đang chơi bóng khá mềm mại và uyển chuyển. Hạ Long. Bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của câu lạc bộ Nam Định. Đột phá giữ sân, dứt điểm. Một pha dứt điểm bất ngờ và tỷ số đã là 2-1 dành cho câu lạc bộ bóng đá Nam Định. Người ghi bàn là số 27, Marco Oliveira. Có thể sẽ một pha sút thẳng. Bóng đã đi quá khung thành của thủ thành Ngô Xuân Sơn. Pereira. Pha mở cánh. Bóng vẫn còn, Đinh Viết Tú vẫn. Như vậy thì trọng tài đã chỉ tay về phía chấm phạt đền. Đưa tên mình lên bảng tỷ số. Rodrigo. Cú sút quá mạnh của tiền đạo mà số 83. À, tỷ số vẫn là 2. Đây là Di Thường. Bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của Viettel. Khắc Ngọc. Tiến Anh. Pedro Paulo. Sức mạnh. Vẫn còn Pedro Paulo. Đứng chuyền. Một pha bóng khá nguy hiểm và Giovane vừa có tình huống đệm bóng, đưa bóng đi sát khung thành của Phan Tuấn Tài. Khắc Ngọc phối hợp cùng Giovane. Rất hay, những pha đập tường rất hay. Và Khắc Ngọc đã quân bình tỷ số 2-2 dành cho câu lạc bộ Viettel. Bàn thắng của Khắc Ngọc đến sau những pha đập nhả và sẽ là một pha treo bóng tìm đến
Người đồng đội Giovane, Duy Thường và cả Trương Tiến Anh. Giovane vẫn còn. Pha bóng xử lý với và Bùi Duy Thường đã để bóng trôi đi hết đường. Vấp phải sự truy cản của hai trung vệ bên phía Viettel. Và cầu thủ áo đỏ là người chiến thắng. Bóng tìm đến Rodrigo, không được. Treo bóng. Xuân Sơn đã đấm bóng an toàn. Và cũng đúng lúc này thì trọng tài Nguyễn Thanh Tùng đã thổi hồi còi kết thúc hiệp 1 cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Nam Định. Tỷ số sau 45 phút thi đấu đầu tiên là 2 đều. Dứt điểm. Bóng vẫn nằm trong chân các cầu thủ Nam Định. Lại thêm một đường treo bóng nữa. Treo bóng. Một pha dứt điểm và thủ thành Ngô Xuân Sơn đã vừa có pha bay người cản phá. Cú sút khá tốt của Phan Văn Hiếu. Bóng tìm đến góc cao và thi đấu cởi mở và có nhiều pha bóng tấn công. Trọng tài thổi phạt cầu thủ bên phía Nam Định. Treo bóng, dứt điểm, không được. Bóng đã nằm gọn trong đôi tay của Ngô Xuân Sơn. Nhưng Phan ném bóng vừa rồi, trận bóng đã bị gián đoạn bởi những cự cãi đến từ phía của cầu thủ hai đội. Văn Hiếu. Đường mở bóng dành cho Đình Sơn. Tiến Anh xoay trở. Và có đến 3 cầu thủ của Nam Định đã ập vào trong pha bóng vừa rồi. Rất may cho cầu thủ Viettel là. Và tình huống này đang khiến cho trận bóng trở nên nóng hơn. Phạm Mạnh Hùng, thủ môn Đinh Xuân Việt. Pedro Paulo, bóng không qua được hàng rào. Bóng vẫn còn. Tiến Anh, pha căng ngang. Giovane làm gì? Dứt điểm. Là những cầu thủ trụ cột của đội U21 Viettel vừa chinh chiến tại giải U21 quốc gia bộ Viettel. Tình huống tổ chức trọng đại. Dứt điểm. Cơ hội. Pha treo bóng ngang không thành. Phản công cho Nam Định. Đình Sơn. Câu lạc bộ Viettel đã cho ra mắt bản hợp đồng của huấn luyện viên thể lực ông Bae Ji-won, người từng là trợ lý cho huấn luyện viên Park Hang-seo tại đội tuyển Việt Nam. Và đó là một bàn thắng sau pha ra chân cực nhanh. Một pha bóng thiếu đi sự tập trung. Và chỉ một thoáng sơ sẩy thôi thì câu lạc bộ Nam Định đã có cho mình bàn thắng nâng tỷ số lên 3. Vẫn còn.